con thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, bên Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk á, có quay lại cái vườn chanh dây và đã khi xử lý xong trong 15 ngày. Thì trước khi chưa xử lý á, thì vườn chanh dây này có hiện tượng thứ nhất á, là lá xoăn. Thứ hai á, là trái nó bị hay tóp vào lúc 12 giờ và 1 giờ chiều. Và hiện tượng này nó rất là phổ biến với một số vườn chanh dây. Và trái thì nó không được đẹp. Thì sau 15 ngày được xử lý và hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng ở bên Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk á, thì cái vườn chanh dây này nó đã hoàn thiện và rất là đẹp. Thứ nhất là ngọn rất là thẳng đều và đẹp, nhưng mà con xem nó đá rất là xanh mượt, không có hiện tượng xanh nữa. Và cái thứ hai là cái hiện tượng mà trái nó bị tóp vào lúc 1-2 giờ chiều á, cũng đã hết thẳng. Thì cái hiện tượng trái đẹp á, trái non ra thì rất là bóng, xanh và đẹp, không còn có hiện tượng nổ và chấm chấm nữa. Thì với clip này á, mình quay lại trải nghiệm toàn bộ vườn chanh dây khi mà đã xử lý xong trong 15 ngày. Thì bà con cứ theo dõi hết video. Thì với video này mình cũng khuyên bà con á, thì nên phòng cái chanh dây đi. Hiện tại chuẩn bị vào mùa mưa thì chanh dây nó rất là bệnh nhiều, và bệnh chúng ta chữa nó rất là khó. Chúng ta nên phòng trước. Còn một số vườn hiện tại có hiện tượng là chết nhanh ở trên cây chanh dây á, nên mình khuyên bà con á, hãy kiểm tra kỹ các bộ phận ở trên cây chanh dây để chúng ta có biện pháp phòng thích hợp. Còn nếu bà con nào muốn yêu cầu, muốn khắc phục á, thì bên Trái Cây Thơm Mùa Đắk Lắk có hỗ trợ bên kỹ thuật tư vấn tại vườn để cho bà con nắm rõ những cái việc cần thiết để chúng ta phòng chống cây chanh dây trước khi vào mùa mưa. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh, và ai có thắc mắc gì có thể gọi điện thoại ở dưới để được tư vấn cụ thể hơn. Thì đây là toàn bộ của bộ vườn chanh dây mình quay sau khi đã xử lý xong. Thì bà con xem rất là đều, trái rất là đẹp. Thì vườn chanh dây này thì chuẩn bị thu hết lứa trái này thì tầm khoảng cỡ 10 đến 15 tấn. Thì lượng trái rất là sai. Đó, bà con xem này, bông rất là đều, xanh đẹp. Thì bà con cứ xem hết clip và đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo về cái nông nghiệp, về cây chanh dây của chúng ta khi đang trồng ở hiện tại này. Cảm ơn bà con.